Mỗi năm mà cứ cái mùa nước lên như tháng 7 vừa rồi ý, là cái người em khó chịu lắm. Thế thì cái hôm thứ bảy em cũng thấy người em khó chịu, rất là khó chịu luôn. Thì em mới bảo là ô sao mình lại khó chịu như thế này. Thì lúc bấy giờ em thấy thời tiết rất là oi bức và khó chịu. Thế thì em mới ngồi em mới thở đường dương 20 đường. Xong em thấy người em dễ chịu hơn rồi. Sau đó em đánh 6 vùng bạch huyết. Xong em cũng thấy đỡ hơn, nhưng mà em vẫn chưa yên tâm. Thế là em mới nghĩ là cái khoang này, cái đoạn này là hai cái lá phổi của mình. Bởi vì cái phổi tự nhiên em không bị ho, không bị sổ mũi, nhưng mà tự nhiên nó lại rát ở cái phế quản, và mình cảm tưởng như là ho là có đờm được luôn ấy. Thế là em mới cào nhiều cái chỗ cái phổi đấy đi. Xong em lấy ngải cứu em hơ. Em hơ xong thì đến trưa em thấy nó dễ chịu. Xong đến chiều em lại làm như thế. Xong đến tối đi ngủ thì em dán, em dán cao. Quên hôm nay em cũng không chụp. Em dán cao thì như thầy Tùng thấy mách em là em phổi em nhiều thế, thì lúc nào mà em ho ấy thì em uống thuốc tây là sẽ nhờn thuốc. Thì thầy mách em là cái vỏ quả chanh ấy với lại củ sả với cả củ gừng tươi giã lát ra, xong rồi đun lên, đun đặc lên tùy theo độ đặc mà mình uống được. Thế xong rồi khi nào uống thì cho một tí mật ong vào uống là nó dọc đờm mà nó lại tốt cho cả cái tuyến giáp của em nữa. Thế là em nghe theo lời thầy Tùng thì em vừa làm như vậy và em cũng vừa uống nước cái củ em làm như vậy. Thì em thấy là tức ngực nó cũng đỡ, mà ho nó cũng đỡ, mà không cần dùng đến kháng sinh, mà cái ngực của em nó hết rác. Sau đó thì em cũng không dùng đến thuốc long đờm, em chỉ uống như thế thôi. Một ngày em làm 2 lần cái nước như thế, và em cứ để vào trong bình ấm để em uống. Thì em thấy cái đờm của nó sóc ra rất là tốt, và em bảo ô hiệu quả. Thế là em đã làm được cho em và cho con ạ. À rồi, chúc mừng chị.